Bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà. Con muốn nói với mọi người đó là bây giờ á là những cái người mà hộ pháp ấy hay là cái gì về con không cần ai đi hộ pháp nữa. Cái thứ hai là người dân đấy, mọi người ấy, là cùng về làm công việc của mình, hộ pháp cùng làm công việc của mình với YouTube ấy, cùng về làm công việc của mình, chúng tôi không cần ai đi theo nữa, tại vì đi theo là vừa mất tật tư vừa mất cái giao thông, mà chúng tôi cũng không có cần phải như thế này. Cái hạnh đầu đà tập học là hữu duyên, tự mình đi khất thực, tự mình lo lấy, tự mình ấy. Còn ai mà các người tu nào ấy mà đi tập học ấy, thì tự lo lấy, tự đi lấy chứ không cần ai cả. Cái vừa làm như thế này là vừa chính quyền ảnh hưởng giao thông, vừa lộn xộn, vừa không được cái gì cả. Nên là mình cái gì việc nào đáng làm thì mình làm, cái nào không đáng làm thì mình đừng có làm. Như thế này thì nó cũng không đúng cái hạnh ấy. Đi tới đâu mọi người cũng đi theo, rồi ảnh hưởng tụ họp nó không được đúng theo cái ấy. Khi nào mình cần thiết ấy, thì mình gặp chứ sáng với này không phải khi nào cũng gặp thì quỳ đảnh lễ cá, không cần, không phải như thế này. Mình ở nhà mình làm cái điều thiện, mình giữ giới theo lời Phật dạy là như thế là mình đảnh lễ rồi, chứ không phải như thế này cả. Nên là mọi người mà biết làm như thế thì tốt đẹp, để cho mọi người từ đi ấy. Chứ vừa nào cũng bây họ như thế này đâu có được. Đó, để tu tập ấy, ai muốn đi vừa nào cũng mình cũng công việc của mình chứ. Tại vì các người đây, người tu cũng có cái công việc của họ với chứ. Khi có cái thời gian để họ ngồi thiền, họ tu hành, họ làm riêng việc riêng tư chứ. Đâu phải khi nào cũng làm như này đâu, đâu phải diễn viên điện ảnh đâu. Không phải Hollywood, không phải chương phim. Nên là mình về công việc của mình tốt đẹp. Cái đấy là không ai đi theo nữa. Không phải, đấy là con nói rồi, con nói như thế đấy. Chứ không là làm ảnh hưởng chung đến, không phải là xuống nhiều gì cấm đoán gì hết. Thế nào các con ấy mà đến khất thực á, là đến từng nhà xin nhận vật thực, sẽ không đưa đến như thế này. Ngày mai á, mà ai đưa đến các con không nhận, đưa đến là không nhận. Khi nào đi khất thực đến nhà thì mới nhận, còn không đưa đến là không nhận, đừng nói trước. Nên là cũng mất công là đừng có 3 giờ sáng hay 5 giờ sáng chạy đi cho đồ. Còn việc sư nào muốn nhận thì việc của họ, đưa cho họ, nhưng mà riêng con là con không nhận, còn các sư khác là quyền của họ. Con mà sớm mà đang ngủ 3 giờ sáng hay là 4, 5 giờ sáng mà đem đến là con không hề nhận, 5 giờ chạy theo không nhận. Khi nào giờ con đi được, con nói nhận đến nhà nhưng mà như thế này này, con nói là đi quay phim thì quyền lợi của mọi người, muốn quay phim thì quay, muốn làm cái gì cũng được, nhưng mà không được đi theo hàng hai hàng ba bên đường để quay. Đi thì một là đi sau, hai là đi trước. Nhưng mà đi hàng hai hàng ba là quy định giao thông là gây ra như thế là làm cho ảnh hưởng đến mọi người tu là không được. Nên là chính quyền họ không cho phép đi hàng hai hàng ba ngoài đường. Đi thì đi hàng một, một là đi trước, hai là đi sau, nói như thế rồi để không phải nói á. Cái đấy là mọi người tôn trọng giao thông, tôn trọng pháp luật. Tại vì giờ như con đi tu rồi mà không làm được cái đó thì không ra gì cả. Nên là con nói cho mọi người như thế. Cái đấy là quyền lợi cấm, không có cấm. Hay là mọi người đi bộ con cũng không có cấm, nhưng mà mọi người nên là đi hàng một, không đi hàng hai hàng ba ở sau, bây giờ chạy lộn xộn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết hay lắng lọng tình thức. Lời Phật ngàn năm qua, danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa. Trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa. Trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.